Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang năm 2020, tổng lượng chất thải rác sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh là gần 1.300 tấn. Trong khi đó, tình hình thu gom và xử lý chất thải rác sinh hoạt chỉ đáp ứng chưa đến 50%. Trong thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Trong đó, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa EMO. EMO là viết tắt của vi sinh bản địa, là loại chế phẩm sinh học được tạo ra từ các nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Chế phẩm sinh học EMO chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho cây trồng và vật nuôi. Những vi sinh vật này không chỉ có tác dụng tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho động thực vật. Tận dụng lợi ích của EMO, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa EMO tại phường Vĩnh Thông. Ủ rác là mình để mình xịt cho cây, rồi cái những rác khô mình bón cho rau với lại bón rau gốc cây rất là tốt. Mình đã có trải qua là làm mình thấy là hiệu nghiệm rất nhiều. Các chị tham gia thực hiện là từ ủ vi sinh cho đến xử lý rác, rồi làm tất cả các sản phẩm mà được chiết xuất từ EMO như nước rửa chén, rồi pha ra để tưới cho rau để đảm bảo là rau được tưới bằng phân hữu cơ. Để phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức chiến dịch truyền thông tại địa bàn thành phố Rạch Giá, thu hút trên 300 hội viên tham gia. Chị em phụ nữ thì thường là tiếp xúc nhiều với rác thải, mà rác thải người ta gọi là rác thải đầu nguồn, đó là rác thải ban đầu. Chính vì vậy mà người phụ nữ sẽ là cái người thu gom, phân loại đúng thì rác thải ra môi trường sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để thực hiện thí điểm ở hai điểm là xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Bao và xã Văn Khánh Tây của huyện An Minh, để thực hiện cái thí điểm về cái mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng cái mô hình sinh học EMO. Và tới nay thì triển khai trước mắt là cho lãnh đạo ở cán bộ hội viên ở ấp khu phố của cái hai xã đó thực hiện trước, sau đó thì đi tới hộ gia đình để triển khai thực hiện. Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình là bước đầu tiên, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa EMO. Bên cạnh đó còn làm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, chi phí xử lý rác, góp phần bảo vệ môi trường trong cộng đồng.